Rồi các bạn, bữa nay mình đi Casino Jackson nên đi chơi. Đi bữa nay ăn lớp tơi, ăn cha lành cũng được mấy con. Mày kia, bạn nào cũng đẹp hết trơn. Chào các bạn ơi. Bữa nay mình đi ăn lobster. Nay ăn người nào ăn nhiều nhất là có thưởng. Đó các bạn, đó là ăn nhiều nhất đó. Bữa đó mới ăn được 15 con vậy đó. Vô đó để ăn trước tiên cho đừng ăn cơm nha. Vô không ăn cơm vô trong dĩa cơm đi. Không vô bút dĩa cơm chiên. Ông ăn đồ cái ổng nó thôi đi. Ổng nó buồn ngủ quá. Có cho lo ngãi được á. Ok, mình chuẩn bị vô thông máy. Ở còn ngãi nữa chứ ta. Ngãi nữa không ta? Tôi thì chịu trách nhiệm ví dụ sai ấp nhà hàng. Bây giờ điếm người đi rằng tôi nói. Hình như là ta gọi trên đó hình như nó có cá hung lao nấu canh chua. Có. Special order. Special order kìa. Ừ, vậy thôi. Ủa, cái gì cá kho tộn nữa. Có nữa. Ok, các bạn tới. Nó lột bằng xe đậu nha. Còn lột áp á. Ủa, sao nó đâu lộn được chứ? Ê trẻ ơi, chỗ này đẹp á, chụp hình đẹp đã. Bạn trai được đi vô cách lộ các bạn. Lâu rồi đó, tôi đọc thấy lâu rồi đó. Cái này là nó có lâu lắm rồi. Chắc sao Casino này nó lâu lắm. Ủa, này có lâu lắm sao? Những cái casino đó là resort đó toàn là của Indian không? Nó tại vì nó có quyền. Ừ. Nó không đóng thuế. Nó đã nó được nhà nước cấp giấy cho nó. Đúng rồi, mà nó không đóng thuế. Không có đi với đó là ngày đi nó không? Qua đây khỏe không? Mình đang ở trong casino các bạn. Bây giờ cái chỗ đi tới ăn cái này. Rất là nhiều máy để kéo chơi. Nhà cà phê đây nè. Đây các bạn. Đây, chỗ này ăn cà phê. Mấy giờ bắt đầu ăn? 12 rưỡi. Ờ, vậy đây chứ vừa nãy ăn ẩu. Giờ mình đi chơi. Vậy chơi đi, đi kéo máy quýnh bài gì đi. Mười hai rưỡi là chỗ này nha. Ờ đúng rồi, tại vì lúc entry là trả tiền luôn. Hả? Lúc entry là trả tiền luôn. Tại vì lúc đó là nó sẽ hỏi. Đúng rồi.
Không nổi đâu. Đi chơi đi. Trẻ ơi, trẻ, mình đi ra ngoài chụp hình đi. Ủa bây giờ mấy giờ rồi? 12 giờ rưỡi nha. Đi tiểu đi, ra ngoài chụp hình kia, vô đi tiểu đi. Ngồi lên đi ôn đi với ổng luôn không em? Không gọi hải được hả? Gọi sao không được, chứ qua đâu có thích được không? Để tôi gọi nó coi. Ê các bạn, ở ngoài sân của casino đây rất là đẹp. Chỗ này có cũng lâu rồi, tại vì mình dốt quá không có đi tới đây. Nè, chụp cái này nữa. Rồi, đứng đây chụp trong boy. Cái nó đừng có kêu nó không muốn thích đi với mình. Tại vì nó chơi mấy bà già đó. Đây con bà già nha. Ông nhỏ kia kìa. Cho anh không có chơi nha. Đây không thấy bạn gì á. Không thấy bạn gì á. Đóng dữ rồi ta. Kiểu lại cái ai? 1 2 3. Chúng lạnh hết không các bạn? À, các bạn thấy mấy cái mô đồ của tôi đẹp không? 1 2 3. Tính lên đi thi hoa hậu đó mới được không? Đợi cái nữa nha. Mày lấy cái ngang trên. Ôi, nóng dữ ta. Chưa nghe. Sắc cái mềm thôi, nóng quá, nóng quá, nóng rồi. Nóng rồi. Đúng rồi, mình bị nát nát mặt á. Sức sức nhiều lớp mà sợ gì. Đi vòng vòng ngoài sao cả. Có ở đây không? Ở Bali Parking nè. Ở ngoài này có chỗ nào đẹp không ta? Mấy nữa cái này cái resort mà. Ừ. Mình đi vòng ở trước rồi đi. Ừ. Theo sát đít rồi. Đêm nó còn muốn qua mặt cậu tới đầu ào nếu con cậu tới chạy nào hơn con nữa con liền có ơi làm hai người chạy đua hả? Không kể đâu. Không có đâu, tại con thấy người ta cả cả. Ừ. Ừ, thường chạy chơi cũng đang trốc. Không phải show up mấy cái mới chấm điểm được chứ. Để cho nó chạy hả? Chụp cái chỗ này nè. Ừ. Chụp đây tắm đi. Nè. Ừ, nước đây nè. Chụp nha. Kiểu rồi. Vô. Vô đi. Nào, đây con nai vàng nữa nhá. Trời nóng quá. Hôm qua đi hết chín màu rồi, thở như chó vậy đó. Yeah. Thấy phải là đi hai chỉnh chín mai luôn. Thì đứng chỗ này lấy cảnh này ngon lắm, đẹp lắm á. Ừ. Đứng dài dài nè, đó. Lấy trên này hả? Được không? Được, đứng sao đủ dài. Ngang dài xéo 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 vậy nè. Ủa chụp hình nữa hả? Bả chơi kỳ vậy? Eo chị Vân. Ừ, cái này nè. Tha bản bệnh đây. Lấy cảnh này đẹp quá, đẹp nè. Ngủ quên. Cái gì mới có tao được. Thấy bóng 1 tấn rồi, bóng với ta đi. Đây. Ừ, để trên này có anh điện không chứ ai?
mùa lạnh đó. Đây các bạn. Ừ nè, chỗ chụp hình ngon nè. Trẻ. Ê, xiên hối hận nữa. Ê, chỗ này xiên hối hận rồi trẻ ơi. Xiên đâu trẻ? Xiên hối hận nữa. Thôi điện thoại đi, còn phải bảo nó đi ra có chút xíu là ngay nước luôn mà. Nó ngồi dưới tảng đá thì nó không phải đứng lên nó nhìn đẹp hơn nữa. Chạy bận đồ bay liền. Các bạn đây nè. Mình đứng đi vòng vòng mình chơi. Đây đẹp nè. Đây đẹp các bạn. Trời ơi, không có người nào bị. Rồi nước rồi đẹp các bạn. Thái. Vô. Rồi không chụp trước đi, tôi đi quay phim xong tôi chụp đi. Anh Liêm cho coi. Cái cảnh mà đó cũng đẹp quá thì xong rồi qua đó mình ngồi đó ha. Chỗ này nó làm cái waterfall các bạn, đẹp rất đẹp. Có nguyên đại bàng các bạn. Tôi đưa lên YouTube cho nó cháy mạng nè. Chở đâu? Để không có hình bà chở gà, bà chở gà đi. Ở đây bữa nay nóng bằng 93 độ luôn. Mình bạn quần áo gì sáng hối hận, chuyển sáng tính bằng bikini rồi. Mà sợ cho bà nó ối hết, thôi không có gì bằng. Ờ, bà nhở gà nữa coi. Đây là trong cái cửa cách nồi các bạn.
Vậy các bạn có người đi vô cổng ở đây nắng quá à. Ngồi nãy nó mát cho trong khó thuốc vô. 12 giờ mới ăn, 2 rưỡi chứ. Chào các bạn. Tụi mình chào các bạn đi xin. Mình đi là chỉ có chụp hình thôi. Tụi mình đi chụp hình với ăn uống thôi. Còn có mấy người thích quýnh bài người ta vô cổng cho rồi. Có thằng em tụi nó vô cổng nãy giờ thu 30 rồi đó. Nó nói vợ đi đái vô bỏ cho máy 10 đồng đi xong đái hoài à. Xin chào các bạn lên. Hello hello. Nắng nóng quá. Trẻ đâu rồi, quay có trẻ trẻ không ra nữa. Đợi con rồi. Giờ này như đậu sang 90 đậu không? Mấy độ rồi. Ngoài nóng lắm các bạn ơi. Ngồi ngoài này má, có cái bóng cây nè. Vô hết rồi. Hãy vô nó thử nữa rồi. 93 giờ là 89 rồi đó. Giờ này 89 độ rồi đó. Nam thấy giờ thấy nào không biết nín thinh ta. Chở chổng làm sao nói được. Hồi bắt đầu làm được 3.000 bao mình ăn hết luôn. Bỏ cho tiền luôn. Giá cho anh đi. Chẻ ra đây, chẻ đi đâu mất tiền rồi. Lấy vô trong rồi. Không có vô phòng sửa soạn này, trước khi có sửa soạn đó ra ăn. Hồi đó chụp hình không dám cười, giờ cười coi được chút xíu. Cười mới đẹp. Cười đi, không cười xấu. Hồi đó không dám cười. Tất cả thấy chị xấu. Chào các bạn nghe chị. Chào vô, dạ. Dạ, hôm nay chụp hình. Chào các bạn coi. Chào các bạn. Không nói làm gì. Chào các bạn. Không kêu anh đi giống gà nè. Chào các bạn ơi. Vô đó làm gì, không đó người ta đâu hút thuốc đâu mà hồi thuốc. Ở trong đó họ hút thuốc thôi quá. Đẹp quá trẻ. Quá đẹp trẻ ơi. Ủa trẻ làm gì trẻ? Làm duyên. Dạ. Đang quay kêu quá chụp. Đang quay, mới chụp hình không chụp cái. Vậy thôi bớt duyên đi ha. Chụp cái này nha, để em tính chụp á. Chưa chụp hả? Chưa. Cái này nó mới quay chưa. Đây các bạn. Chào các bạn. Đây có cô Hoa Hậu ở trường mầm non ở đây nè. Hôm nay mình làm cái gì đây? Hôm nay mình đi casino quýnh bài nhưng mà không quýnh. Hôm nay mình đi ăn thôi. Ăn bao bụng. Bao bụng. Còn mấy người ghiền bài đang trong kia. Mấy người không có chụp hình là ghiền bài. Còn mình thì là lôi bài ghiền. Hôm nay nóng quá nên mình đang ngồi trong góc mát. Nóng quá, đang ngồi trước này cho nó mát. Trong hồi thuốc quá. Gì cũng phê bình hết. Trời ơi, chị Trời ơi, ngồi đét mén sao? Đét mén làm duyên nha, trời ơi, làm duyên đét mén. Sớm gì đó. Đét mén chú này làm tao quê vậy chá. Liêm này ghê quá. Liêm này, không phải làm việc quỳ hai lần rồi đó nha. Trời đã tự nhiên đi. Kết trả cười kìa. Này phải something wrong rồi đó. Đang chờ get line đi ăn bữa nay. Đang chờ vô kế hoạch. Làm sao mình biết thế, mình hẹn 12 giờ đã mình vô đây là vừa. Mẹ nó có ý kiến hay á nha. Mẹ nó có ý kiến về chuyện vô
này hay á, hai người ra ý kiến là người đó trả đó. Ý ghê nha. Chắc có lẽ tại đồ ăn đó không ta? Phải rồi, ở chỗ này. Ở chỗ này How you guys doing over here? Good? I think we're left there. Too spray here. Thôi con nhỏ vô nhấp nó ăn gì mà chào bá vậy đó trời. Đó là Pepsi vậy. Ăn nó nhiều lấy cho mọi người ăn. Ok. Pepsi lấy đi. That the Pepsi. Yeah, can I have one? Yeah, Pepsi là. Wow, cũng lên đầy. Lấy cho mấy người ăn. Thank you. You guys like any Pepsi here? Yeah. No, we got everything here. Đầy đủ hết chưa? Thôi hai nè. You actually can lay down and you know. You can, yeah, two more, one more, one more. Because they have to come back here. So I don't know. Chấp. Yeah. Okay. Thank you. Cái này lấy cho ăn chung nè. Quay phim. Bạn thấy ghê không các bạn? Để là quay phim nè, cái này lấy quay phim nè. Ăn chung nha. Ủa cái này cái thùng để làm gì vậy? Cái này để bỏ rác à. Đi chết đi. Ăn xong rồi, đắt lắm rồi, ngủ chứ. Ăn xong đi ngủ. Hết ly trà hết trơn. Cái chị này nó về không ăn con khác đi về đây. Ờ, hôm nay 15 con lobster đó các bạn. Ờ, lấy vậy. Cái nhớ lại gì? Hả? Đây. Được không kìa. Hả rồi. Nè này. Hai cái chị. Để cho con chơi chị. Nó nằm cây à. Món cây đó hết xôi. Hết rồi à. Đang kiếm á. Ăn gì đâu xỉa. Hết xôi. Sao mà các bà còn dĩa không không à. Cây con tin nãy chị xin. Ba con này ăn 8 con lúc đầu. 8 con hả? 4 con. 8 con. 4 con. 8 con. 4 con kia nữa. 4 lớn 4 nhỏ. 4 con không đầu, 4 con có đầu. 8 con. 4 con ốp, 4 con không ốp. 8 con chị ăn 2 con. Lộn lộn thì chị 2 con. Làm 6 con. Làm 6 con giống cái tay. Làm 4 con. Anh đầu tiên là anh ăn 6 con á.
Rồi mình ăn xong rồi bạn ơi, đi ra là về. Rất còn đông người ta đứng để chờ ăn. No, I don't know.